Alo, anh Thắng hả? Ủa sao? Dạ sắp đẻ hả? Trời, em sắp đẻ. Chúc mừng ông nha. Trời ơi, đã quá vậy. Ủa đẻ chưa? Ủa đang trong bệnh viện hả? Sắp sanh à? Ừ. Khi nào sanh á, báo với tôi, vợ chồng tôi vô thăm nha. Cái gì? À, ông đi công tác liền hả? Rồi ai vô bệnh viện chăm sóc chị? Cái gì? Tôi hả? Trời ơi, sao được? Trời ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi có làm cha bao giờ đâu. Tôi đâu có chăm sóc vợ đẻ bao giờ mà tôi đi vô cháu. Sao? Trời ơi, cúp máy rồi. Vợ. Gì? Giờ anh Thắng đẻ kìa. Biết rồi. Ở trong phòng sanh á. Mà bây giờ anh phải đi công tác gấp á. Giờ anh vợ nhờ vợ chồng mình vô chồng á. Bây giờ vậy nè. Vợ chồng mình á, không thể nào bỏ mặc chị được. Đúng rồi. Nhưng mà vợ chồng mình phải tính toán một cách khoa học. Ví dụ bây giờ mình không đi, bây giờ sáng mai mình vô cũng bình thường. Tại vì không có cái chuyện gì xảy ra được hết trơn á. Thôi mà, thôi bây giờ vợ không đi thì không. Ừ, em đi đâu. Bây giờ chồng đi đó. Chồng đi vô chồng đó. Nha. Tệ, chồng vậy? Muốn làm gì chồng làm. Cười ghê á. Vợ đẻ tôi nhờ chồng tôi vô chăm là sao trời. Rồi giờ tôi muốn massage nè, tôi nhờ chồng người khác massage cho tôi được không? Bây giờ tôi hỏi chị, từ sáng tới giờ trong nhà chị có ai ra khỏi nhà chưa? Chưa hề. Coi như là nhà tôi là đầy đủ quân số. Trước khi tôi xuống đây cũng đếm rồi, điểm danh hết rồi. Vậy hả? Không có lo gì hết trơn hết trời. Chắc không? Mà hỏi vậy làm cái gì? Chắc không? Chắc xong chắc. Chứ tôi nghe người ta nói á, chồng của bà đó đang nuôi một con vợ đẻ ở trong bệnh viện phụ sản. Bắt đầu mặt cứng bắt đầu sợ rồi. Từ hồng mà chuyển qua cái màu xanh. Ông nói chuyện này tôi mới nhớ là ngày hôm qua là ổng có đề xuất cái vấn đề này và tôi đã duyệt rồi. Duyệt sao? Tôi duyệt là chấm đi mà. Trời ơi. Trời, tôi con người tôi nó trời đất ơi. Tôi bình thường. Trời ơi, chồng mình có vợ bé ha, đi sanh ở trong bệnh viện, chồng mình đi chăm sóc ha. Vậy mà cho chồng đi, hay thiệt. Bà cái này không phải là người bình thường mà gọi là bà hy sinh, đúng không? Tôi nói thiệt với ông, làm vợ mà phải chấp nhận một sự hy sinh thôi. Ừ. À, làm vợ phải hy sinh. Ừ. Vậy đó, giống như hôm qua ông nói ông xin tôi đi. Rồi anh cứ đi, anh đi vui vẻ. Rồi sáng nay á, tôi xuống tôi tự dọn quán, tôi có một tay tôi làm hết. Tốt quá, hy sinh. Một người vợ như thế gọi là một người vợ. Có chồng để chồng có vợ bé, chồng đẻ ra đứa con, chồng đi lo cho con. Vậy mà vẫn cho chồng đi, có phải là ngu mũi không? Ủa ghê, không có cái điện thoại quay một cái. Trời đất ơi, xứng đáng người đàn ông nhiều chuyện, cái mỏ của ông á. Quay quê, quay quê. Bây giờ tôi chửi lại ông nè, ông mới là ngu đó. Sao? Ở đâu ra mà vợ bé, ở đâu ra mà vợ mọn? À. Cái người phụ nữ mà chồng tôi đang chăm sóc ở trong bệnh viện à, là vợ của một người bạn thân của chồng tôi. Ảnh kẹt đi công tác cho nên ảnh nhờ chồng tôi chăm sóc giùm. Trời đất ơi, bà nghĩ đi, trên đời này có ai mà rảnh mà đi mà nuôi vợ người khác không hả? Vợ người khác đẻ đi nuôi đi chăm sóc, thấy chưa? Thấy bắt đầu thấy chữ ngu đần nó nổi lên chưa hả? Bây giờ tôi nói nhiều với ông, bây giờ tôi hỏi ông có uống không? Ông vô nói cái gì nói tầm bậy. Tôi không uống cà phê. Một bớt phân lòng. Tôi cho hai ly bạc xỉu, rồi được chưa? Vậy đi, rồi pha luôn nè. Trời ơi, về. Trời ơi, ôi, trời đất ơi, công nhận vợ chồng hạnh phúc như thế. Cho mượn ơi. Mượn gì? Trời ơi, tả nè ha. Rồi khăn ha, rổ đồ. Ôi mặt xanh chành nè, thức nguyên đêm chăm sóc. Gì vậy? Nói gì vậy? Ơi, có gì luôn tôi vậy? Nuôi vợ bé. Biết nuôi cho ai không? Cho ai? Cho con tôi. Nghe chưa? Nghe rõ ràng chưa? Trời, công nhận bà này bà tốt với xài chồng. Bà nói vậy mà bà tỉnh bơ à, trời ơi. Rồi, để tôi nói giải thích cho ông cặn kẽ ha. Vợ, nó nghe nè. Tội nghiệp ghê không? Lấy chồng chưa kịp sung sướng chưa? Coi như là bây giờ anh nhận đỡ đầu làm cha nuôi của nó rồi. Đó, vợ biết cái gì đúng không? Tin gật đầu lia lịa, gật sái cổ luôn á trời. Thôi, ơi, chưa từng thấy bà nào. Quýnh vô mỏ không cái? Tội nghiệp bà dễ sợ. Tôi nói thiệt á, tôi thấy tôi thương, tôi thông cảm, bà yên tâm đi. Một người phụ nữ ha, lấy chồng chưa có kịp vui, chưa có kịp sướng, để cho chồng ngoại tình có con rồi về rồi gật đầu ha, ngậm bồ hòn. Ôi ở trong quán cà phê Lan có con mẹ Lan ngu đần ha, chồng ngoại tình mà về con mẹ vẫn vui vẻ đây nè. Cái gì?
Đây nè, sửa cho em cái bóng đèn. Đây nè, cái chỗ này nè, nó cứ chớp tắt hoài luôn, nguy hiểm quá à, phải thay. À, chờ chút xíu. Rồi, rồi, thôi nha. Đừng có nói là bạn anh lại gọi là nhờ giả anh cái gì nữa nghe. Cái vụ mà ông Thanh á là em đã cảnh cáo một lần rồi đó, anh hứa với em một lần rồi đó. Không, anh chưa, anh hứa rồi mà. Alo, cái gì? Rồi, chừng 15 phút nữa qua liền. Chính xác đúng không? Bạn nhờ gì nữa phải không? Không phải, cái đám mà thuê nhà mình ở bên nhà trọ mà nó bị chập điện, giờ nó kêu qua sửa liền cho nó, thôi là nó không có xài được. Vậy hả? Thôi đi, anh đi liền đi. Đồ con có bóng đèn của em sao? Cái này để đó, có gì em nhờ Tú, chứ chập điện là nguy hiểm lắm á, lỡ mà cháy nổ cái gì. Đi lẹ đi, nhanh đi. Anh cứ đi nha. Rồi nhanh đi. Cẩn thận đó. Ừ. Trời đất ơi. Sao rồi? Thấy cái tay chị nó làm sao rồi? Nhức quá à. Nhức quá phải không? Rồi thôi được rồi. Trời ơi, nhưng mà cứ bó lại vậy là chiều nó bớt nhức rồi ngày mai nó hết hà, hiểu không? Trời ơi, Teo. Gì? Thì không có anh chắc tôi chết quá thiệt luôn á, tôi không biết tôi sao luôn á. Thiệt á. Mà công nhận tôi suy nghĩ nhiều khi á, cái anh siêu phàm thiệt á. Siêu phàm gì? Trời ơi. Anh về tôi về mà không biết sao mà ông bồng được mà chạy ngờ ngồi đi ra taxi mà cấp cứu cho tôi hay vậy? Ai đồn với bà là tôi bồng bà ra taxi vậy? Cái đó tôi tự cảm nhận, tại vì tôi cảm nhận nó có một cái lực rất là nhanh kéo tôi ra. Trời ơi, kể cho chị nghe. Sáng á, tôi đi vô trong quán của bà để uống cà phê. Tôi kêu bà quá trời mà tôi không thấy ai lên tiếng. Sau đó tôi nghe một tiếng nghe một cái răm. Rồi tôi mới nhìn vô trong, tôi thấy bà nằm một đống như bao gạo rồi đó. Lúc đó tôi không biết gì luôn á. Đó, rồi tôi mới lôi cái chân bà, hiểu không? Tôi lôi bạch xuống cầu thang. Đó, bà nghĩ đi. Không có, hèn gì cho tôi suy nghĩ hoài. Cái tay này nó đau ít nè, mà tôi đau ở cái chỗ này nhiều hơn. Thì là tại vì cái đầu bà nó bá vô cái bậc cầu thang đó. Là ông lôi tôi hả? Tôi lôi chứ bà nghĩ sao mà dây mà bồng được bà. Bà nói lôi sờ sờ ra ngoài kia. La làng lên 7-8 người mới súng lại hốt bà nhét vô cái taxi mà nhét không được luôn. Ông làm gì? Ông làm gì mà sao nãy giờ tôi cứ thấy ông ôm cái tay ông đơ ra vậy? Trời ơi, lôi bà mà bây giờ đây nè, nó bị bóng khâm. Trời ơi, xứng cơ rồi. Chị nghĩ đi. Trời đất ơi, tôi lôi mà tôi dùng hết sức cho cái cánh tay mà tôi lôi. Nghiệp ông á. Một cái đùi của chị không là bằng nguyên một cái đùi của tôi. Thì tôi mới nghĩ là nó đơn giản thôi. Tôi mới leo lên cái ghế đó, tôi tính là tôi làm giúp cho ổng. Tôi không ngờ đó nghe, cái trọng lực của trái đất nó mạnh thiệt và nó hút ngược tôi xuống đó chứ. Trọng lực trái đất nào mà mạnh? Trọng lực của bà nặng, hiểu không? Bà đè cái ghế, gãy cái ghế, rớt xuống một cái bịch, bà hiểu không? Cái ghế gãy luôn hả? Ghế gãy luôn à, tôi đâu có biết gì đâu. Nó gãy không nhận ra cái ghế đó, bà tình không? Bà đè lên á, bà nát tan cái ghế rồi, ổng về kìa. Ổng về tới kìa. Về kìa. Trời ơi, ông Kiệt ơi. Đi nhanh nhanh vô coi vợ con đi ông ơi. Ôi. Coi gì? Trời ơi, kìa. Sửa điện kìa, ở nhà sửa điện xong té cái bịch như bao gạo đổ kìa. Rồi ông rảnh quá. Rảnh quá đi đánh lộn hả? Lộn gì? Sao mặt mày bầm tím hết trơn hả? Trời ơi. Đi qua sửa điện rồi cái tự nhiên nó chập điện cái tự nhiên nó giật cái bát. Té xuống đập mặt cái đó. Trời ơi, té luôn hả mình? Vậy là bữa nay vợ chồng xui quá. Ôi, có sao té hay sao đó? Té nè. Cái gì? Ông này nói té mà anh không để ý. Ủa sao mình sao vậy hả? Thì cũng sửa điện nè, tao để đi lăn cái gì đó, lăn trứng, lăn. Trời ơi. Anh đã nói với mình rồi là để anh đi qua bển anh can cái hai vợ chồng đánh lộn á, rồi anh đi về đây anh sửa mà. Là sao? Đã... Đánh lộn là sao? À không phải, ý anh nói là anh đi sửa điện. Anh đi sửa điện ở bên nhà chỗ hai vợ chồng đánh lộn á, rồi xong rồi về anh sửa cho mình. À cái bên nhà trọ nó đánh lộn hả? Đánh rồi. Nhưng mà xui quá vậy, trời ơi cái mặt kìa. Thôi được rồi, để anh lấy nước đá, anh chườm lên. Đúng rồi, chườm đi. Ừ. Ông đâu đây vậy? Chú Kiệt ơi. Gì? Trời ơi, chú Kiệt. Trời đất ơi, tôi xin lỗi chú Kiệt nha. Hồi nãy vợ con nóng tánh quá, nó xô chú Kiệt cho té quá mạng. Trời đất ơi, tôi nghiệp luôn, bầm tím hết rồi. Dạ, rồi rớt điện thoại ra, con đem qua lại trả chú nè. Chú thấy con tốt bụng không? Mày bể cái màn hình cứ chút xíu à. Thôi được rồi. Ok. Coi như xong mà đi về tao. Không có về. Nè. Cái gì? Con đứng đây đi. Dạ. Ủa. Vậy là sao? Bây giờ á, tiền mướn một tháng nhà trọ không có nhiêu tiền hết trơn trời. Rồi tự dưng bây giờ nè bể cái màn hình, rồi mặt của chồng tôi vậy. Rồi ủa vậy là sao? Vậy
Thôi bây giờ tôi tuyên bố luôn, khỏi mướn, khỏi gì hết trơn á trời. Tự nhiên hai chồng gây lộn rồi tự nhiên lôi ông qua là sửa điện, chập điện rồi lôi ông qua là sao? Dẹp đi, không có mướn nhà trọ gì hết trơn á. Nghĩ. Ủa mướn nhà trọ gì cô? Ủa con với chú Kiệt là hội trong hội cờ tướng mà. Hội cờ tướng còn càng mắc cười nữa. Hội cờ tướng gì? Điện hư, chập điện, mấy người tự sửa đi. Tại sao kêu ông qua vậy? Bộ ông ở đợ hả? Ủa điện hư gì? Chập điện gì ta? Chập điện. Chập điện. Dạ. Chập điện. Chập điện. Dạ. Bà Lan. Có một sự xi nhan nhẹ đó bà Lan. Nè, rồi bây giờ cậu nghe tôi hỏi nè. Dạ. Nhà cậu là có chập điện thiệt hay không vậy? Dạ có. Dạ con với vợ con bị chập điện. Ủa? Tự dưng hai chồng chập điện á, kêu chồng tôi qua làm gì vậy? Dạ chuyện là vậy. Con với vợ con gây lộn rồi đánh lộn với nhau. Rồi mà vợ con á thì nó nghe lời chú Kiệt lắm, nên con mới điện thoại cho chú Kiệt qua chú Kiệt can giùm. Không ngờ lúc vợ con nóng tánh quá, xô chú Kiệt cái té dập mặt luôn, rồi bể luôn cái điện thoại nữa. Trời ơi vậy đó ha. Trời dạ. Ơi tốt bụng quá trời đó. Rồi đó bây giờ nè đó vợ cũng vậy đó. Rồi cũng bị điện giật nè đó, té lòi bắn hỏng. Rồi đi lo chuyện thiên hạ thôi, muốn làm gì đó làm. Đó cái này mà dân gian người ta gọi là khôn nhà dạy vợ. Đó dầu gì vợ à, thôi mai mốt thì chồng không có đi làm chuyện đó nữa, thì nói chung là thì người ta cần thì mình giúp, thì mai mốt người ta giúp lại mình. Nói chung là mai mốt là rút kinh nghiệm ha. Thôi bỏ qua đi. Nha ha, đừng có đụng chạm gì tới nữa. Mày nghe ông nói chưa? Dạ. Bây giờ vợ chồng mày gặp khó khăn đúng không? Dạ. Ông qua ông giúp đúng không? Dạ. Bây giờ vợ chồng ông đang khó khăn kìa, mày nhào vô mày giúp đi. Dạ tất nhiên rồi chú. Có qua phải có lại chứ chú. Đúng rồi chú, để con. Dạ. Con có điện thoại chứ, con xin lỗi. Alo, cái gì? Nhà bị hư nước hả? Rồi, anh về liền, 30 giây anh về liền. Chết rồi chú ơi. Con, vợ con á, nó kêu con về gấp, nhà bị hư nước. Thôi, con về trước cho chú. Thôi con chào mọi người nha, con chào trước. Thôi con chào nha, thôi con xin phép ạ. Trời đất ơi. Đó, thấy chưa? Vợ người ta mà có chuyện gì, cái người ta quấn quýt lên như vậy đó. Còn mình á, vợ để nhà anh vậy nè, rồi đi lo làm chuyện tài lanh thiên hạ. Bây giờ giúp người ta, bây giờ mình cần giúp người ta có giúp không? Giúp kiểu đó đâu hả? Cái gì? Khỏi đi đâu hết. Anh điên à? Hôm nay cơ ngực vừa thôi. Để lát nữa sau khi đi tiệc xong, em tạo một ấn tượng tốt xong rồi về. Anh tha hồ chiều cho em. Anh có thể đừng nói nữa không? Cái đầm đấy em đã đốt nó rồi, không còn cơ hội để mặc nữa. Cho nên không cần vừa cảm giảm nữa. Phải, em cái chuyện cái đầm nó không phải. Nhưng mà cái điều em mặc hở hang là có anh mới nói. Chứ bây giờ em đã bảo em đốt cái đầm đấy đi rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Nhưng mà anh thấy, không chỉ anh thấy mà còn rất nhiều người thấy nữa. Thì bây giờ người ta sẽ không có cơ hội thấy nữa vì em đã đốt cái đầm đấy đi rồi. À, ý cái chuyện mà không có cái đầm đó thì đúng. Cái đầm đó nó hở hang em đốt đi là đúng. Nhưng còn cái đầm khác nó cũng hở hang. Em cứ vậy hoài.